Sau nhiều lần săn đón, nữ chủ nhân xe máy biển kiểm soát 76B177777 ở Quảng Ngãi đã bán chiếc xe với giá cao khiến nhiều người ngỡ ngàng. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, chủ nhân xe máy cho biết, trong gần nửa tháng nay, sau khi bấm được biển số xe máy biển kiểm soát 76B177777, nhiều người đã liên hệ với bà để mua lại chiếc xe máy với giá cao. Có người đã trả đến 250 triệu đồng. Đến sáng ngày 24 tháng 5, bà đã bán lại cho ông Huỳnh Nữ với giá hơn 250 triệu đồng, nhưng mức giá cụ thể không được tiết lộ. Trước đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, một nam thanh niên ở huyện Tư Nghĩa trong quá trình đăng ký xe SH cũng đã bấm được biển số xe ngũ quý 76E166666. Sau đó, chủ nhân chiếc xe đăng lên các trang mạng xã hội giao bán với giá 2 tỷ đồng.